Hướng dẫn cách tạo nhân vật trong Dungeons & Dragons hay D&D cấp tốc để có thể bắt đầu chơi game ngay. Video này chỉ đề cập đến các cơ chế tạo nhân vật trong D&D chứ chưa đề cập đến cách viết backstory, câu chuyện hay là xuất xứ của nhân vật. Tại vì đấy là một chủ đề hoa màu hoa mỹ, bay bổng hơn và mình muốn tập trung đề cập trong một cái video khác. Trong video này, mình dùng ứng dụng web Roll20 và khuyến khích các bạn cùng làm theo các bước như mình hướng dẫn. Dùng Roll20 vì nó dắt tay mình qua từng bước cụ thể, rõ ràng. Tạo nhân vật xong là hoàn chỉnh luôn, không thiếu sót đi đâu được. Nhưng kể cả bạn tạo nhân vật ở chỗ khác, online hay offline, thì bốn cái bước quan trọng nhất trong video này vẫn hữu ích. Chọn chủng tộc, chọn phong cách chiến đấu, chia điểm stat hay ability score và chọn xuất xứ. Ok, đầu tiên phải cảm ơn các patron của mình trên Patreon, đặc biệt là Pika ở tier mạo hiểm giả đã ủng hộ tài chính mình trong công cuộc lan tỏa tựa game Dungeons & Dragons bánh cuốn này ở Việt Nam và gây dựng một cộng đồng chơi game lành mạnh. Các bạn có thể tham gia server Discord Funky Dungeon Master để cùng chơi và được hướng dẫn chơi D&D. Link của server sẽ xuất hiện dưới đây, dưới mô tả, dưới cả comment luôn, tất cả. Quay lại video nào. Hiệu ứng miệng. Để dùng ứng dụng web Roll20, đến roll20.net, tạo tài khoản. Sau đó, nếu bạn không ở trong server Discord Funky Dungeon Master thì có thể tự tạo một game mới trên Roll20. Chọn D&D 5e by Roll20. Tạo game. Launch game. Nhìn ở cái vùng bên phải, đây là vùng chat. Khi nhìn bên trên, thấy biểu tượng chat thứ nhất, sau đó đến cái ảnh và thứ ba là cái tờ báo. Ấn vào cái tờ báo, nút cộng add, chọn character, nhân vật. Sau khi điền tên của nhân vật và có thể là upload ảnh trước, mình ấn save change. Khi đến bước này thì đợi một chút thì sẽ tiếp tục sau. Còn nếu bạn ở trong server Discord Funky Dungeon Master thì sau khi tạo tài khoản Roll20 có thể ấn vào đường link game được cho sẵn đến thiện game. Ở trong game của mình thì có nhiều lựa chọn khi tạo nhân vật hơn. Ở đây cũng ấn launch game, ấn vào tờ báo thì mọi người sẽ thấy mấy cái sheet mà anh vừa mới tạo ra. Khi nhìn vào cái sheet sẽ thấy một cái bảng nó hỏi ngay trên đầu: How do you want to create this character? Thì mình sẽ ấn vào Use the character master. Nó sẽ cho hướng dẫn từ đầu đến cuối, làm cho đúng luôn. Welcome các thứ, ấn next. Đầu tiên sẽ là chọn một cái chủng tộc trong D&D. Những chủng tộc trong D&D bao gồm có rất nhiều. Nếu mọi người ấn vào cái chữ choose này, nó hiện ra một loạt luôn. Nếu các bạn ở bên game tự tạo thì sẽ thấy các lựa chọn bị giới hạn hơn một chút, nhưng vẫn đủ các lựa chọn cơ bản. Mà theo mình, khi mới học cách tạo nhân vật thì không nhất thiết phải có nhiều lựa chọn, mà học quy trình tạo nhân vật trước. Về sau mình có thể quay lại thay đổi nhân vật của mình, chọn các lựa chọn khác sau. Các cái tộc cơ bản trong D&D có Dragonborn là những người mà lai rồng, Dwarf là những người lùn, thường là được stereotype là cường tráng, hay thích đào mỏ, hay thích là tạo vũ khí. Elf là kiểu người có tai nhọn, sống rất là lâu và thường là được gắn với việc học hành nhiều và cũng có một chút là hơi kiêu căng tại vì họ sống lâu, họ không hiểu biết nhiều. Gnome là những người lùn và được gắn với việc là họ thích sáng chế, họ thông minh, cần cù. Half Elf là lai giữa người và Elf. Halfling cũng là một hội người lùn, chủng tộc này thích giao du, vui vẻ, hòa đồng, dũng cảm. Cái tộc này là trong Lord of the Rings, có mọi người xem đã thấy. Half Orc là nửa Orc. Orc, nếu mà ai chưa biết, là một tộc khá là man rợ, cường tráng, thường sống theo bầy đàn, sống theo bộ tộc. Human, nhân loại, con người, tất cả các loại. Tiefling là nửa quỷ, tạm thời là mình cứ giới hạn ở 9 cái này thôi. Chứ còn đi vào nhiều quá thì để sau khi mà biết luật chơi hòm hòm rồi thì mình tìm hiểu thêm. Nghe qua như vậy thì mọi người có mường tượng được là cái nhân vật mình muốn chơi như thế nào không? Trong một cái thế giới kỳ diệu, ma thuật này, khi mà tạo nhân vật, tưởng tượng trong đầu mình muốn cái nhân vật mình như thế nào trước, xong rồi bắt đầu mới quay đến chọn các lựa chọn trong luật để cho nó phản ánh cái điều đấy. Cá, em muốn tạo một nhân vật là chủng tộc nào? Em sẽ lấy Elf. Em khi mà mình chọn sẽ có thấy hai phiên bản Elf ở đây. Một cái là mở ngoặc PHB, một cái mở ngoặc là EK. Thì lấy cái PHB cho anh. Các cái mở ngoặc này là các cái tên cuốn sách mà nhà xuất bản ra. Giống kiểu như là các cái patch khác nhau của online game. Mình sẽ lấy cái bản cơ bản nhất là của PHP, viết tắt cho Player's Handbook. Dạ rồi. Ok. Em là nhân vật 4 mà em đã bấm lấy luôn nhân vật rồi. Em nó không hiện ra cái bảng này nữa. Em gửi vào General Chat cho anh. Ok. À, lỡ ấn vào thoát cái tạo nhân vật rồi. Piu. Piu, để mở lại cái đấy. Piu. Rồi. Dạ được rồi ạ. Ok. Lava, em muốn chọn tộc nào, muốn chơi tộc gì? Half Orc.
half orc, rồi nửa người nửa orc, cường tráng, lực lưỡng. Em vào game đang mong chờ có tộc thú nhân ở trong đây. Ồ, có sẵn rồi đấy, nhưng mà tạm thời là mình cứ trong cái phần hướng dẫn này, mình cứ chọn những cái mà cơ bản đã, xong rồi khi mà đã hướng dẫn xong, em có thể tự tạo xong. Sương, tộc gì nào? Half elf, rồi, ok. Anh sẽ chọn vừa một cái Goblin for the win. Khi mà kéo xuống thì đầu tiên là mọi người sẽ thấy cái alignment đã. Alignment là cái thiên hướng của cái nhân vật mình. Nhân vật này thiên về hướng tốt, neutral hay là xấu. Hoặc là cũng có một cái thước đo nữa là lawful là thích theo luật, neutral là trung gian, và chaotic là không thích luật lệ, không thích một cái xã hội quy củ theo những thứ của riêng mình. Chính cái lựa chọn ở đây là nó ghép hai cái thước đo đấy vào, cái thước đo tốt xấu và cái thước đo theo luật lệ hay không. Và có một số chủng tộc là kéo xuống dưới cùng sẽ có chọn thêm chủng tộc nhánh, có thể là elf thì chọn thêm loại elf nào. High elf thiên về hướng là học thuật nhiều hơn, wood elf là tộc elf hay thích sống ở rừng theo bản làng. Dragonborn cũng có mấy loại, từ loại rồng vàng, rồng đen, rồng xanh hay là rồng bạc, kiểu mỗi cái loại thở ra hoặc là khè ra một cái loại elemental khác nhau. Sau khi chọn xong chủng tộc, mình sẽ ấn next. Bây giờ mình sẽ chọn class, là cái cách mà nhân vật mình sẽ sử dụng sức mạnh trong game. Cái nhánh sức mạnh của mình nó liên đới đến việc gì, là dùng vũ khí hay là dùng phép thuật, hay là đứng xa, đứng gần, đánh tầm xa, đánh tầm gần. Cá nào, em tưởng tượng cái nhân vật mình trong một thế giới ma thuật đánh nhau kiểu như nào, làm gì trong cuộc sống? Ngưỡng là đánh xa thì cầm vũ khí. Đánh xa cầm vũ khí, kiểu là cung nỏ các thứ đúng không? Dạ vâng. Học hành đàng hoàng, đường đường chính chính theo trường lớp võ thuật, hay là kiểu học lỏi từ đâu đấy? Học quá đầy đủ. Tạm thời anh sẽ recommend cho em chọn fighter. Fighter. Fighter phiên bản mở ngoặc PHB. Lava. Em thì thiên hướng cleric hơn. Ừ, cũng đã có tìm hiểu rồi đúng không? Kiểu một con orc có thể vừa chữa trị cho đồng đội, cũng có thể làm đồng khiên cho đồng đội. Ok, cleric là một cái vị linh mục theo thờ một cái giá trị của một cái thần nào đấy, cũng có rất là nhiều dùng phép thuật và có thể là đứng ở cận chiến đánh nhau dùng bằng phép thuật. Sương nào? Em đang muốn tạo một nhân vật có thiên hướng có thể là giống boss, có thể dùng lời nói để thuyết phục nhiều hơn. Thi sĩ, ca sĩ, nhạc sĩ, họa sĩ, kiểu dùng nghệ thuật, lời văn, tiếng nói của mình để tạo ra phép thuật trong cái thế giới này. Ok, chọn bard đi. Sau khi mọi người đã chọn cái class của mình, kéo xuống dưới cũng có một số thứ để chọn thêm. Điển hình nhất là cái skill proficiency, là nhân vật mình nó giỏi về những cái skill gì. Animal handling thì là để có thể thuần hóa động vật. Insight là kiểu đọc vị người khác. History, lịch sử, hiểu biết về lịch sử. Medicine, hiểu biết về thuốc thang. Persuasion, có khả năng thuyết phục người khác tốt. Intimidation, dọa nạt. Deception, lừa gạt. Chọn những cái mà mình nghĩ là nhân vật mình sẽ giỏi về cái đấy. Kiểu như là tìm hiểu một cái phép thuật nào đấy, mình có thể lăn một cái skill là Arcana, hoặc là xem là một người có đang che giấu điều gì với mình không, thì có thể lăn là Insight để tìm hiểu trong game. Có một số nhân vật, điển hình là Cleric đang có người chọn hiện giờ, sẽ phải chọn một cái subclass, một cái nhánh của cái class mình. Kiểu như mọi người tưởng tượng, nếu mà chơi một cái video game hoặc là một game nào đấy có các cái skill tree, nó tẽ nhánh ra, mình có thể theo một cái loại bất kỳ nào đấy, xong rồi về sau nó lại tẽ thêm nhánh nữa. Mình sẽ chọn một cái class nhánh của mình để đi theo. Thì cleric nó thể hiện là cái vị thần của mình thiên về hướng gì? Thiên về hướng phép thuật, thiên về hướng rèn rũa, kiến thức về cuộc sống, về ánh sáng. Mỗi cái thì nó sẽ có một cái mechanics khác nhau và chơi hơi khác nhau một tí. Nhưng mà bây giờ mới chơi thì mình cũng chỉ chọn là dựa theo nghe cái nào nó kêu nhất, nó hay nhất thì chọn. Chơi rồi thì hãng đi sâu vào xem là cái nào làm được cái gì trong game. Và nếu mọi người đã ok thì mình sẽ ấn next. Ai mà chưa xong thì nói nhá, để mình đi cùng nhau. Ủa anh ơi, trong cái skill của em á, nó có cái là perception nhưng mà em không chọn được. Thì cái đó là cái gì anh? Em là elf đúng không? Vâng, em là elf. Elf nó có sẵn perception rồi nên nó mờ đi. À dạ. Bên em nó có cái fighting style á. Fighting style. Em là fighter thì sẽ có thêm là cách đánh nhau của em
em sẽ thấy archery là bắn cung, dueling đánh cận chiến dùng vũ khí một tay, great weapon fighting là dùng vũ khí bự, defense là phòng thủ. Em muốn đánh xa đúng không? Hay là em muốn đánh gần nhỉ? Vâng, em muốn đánh xa. Chọn archery đi, cung thủ. Nếu bạn thấy video này hữu ích thì xuống like kênh nha, subscribe để biết khi nào mình ra video mới. Và khi tiện đang ở dưới đấy rồi ấy thì comment bạn thích chủng tộc nào nhất, thích class nào nhất, hoặc cứ ném cái emoji ưa thích nhất của bạn xuống đó, vì nó giúp cho video này về algorithm rất nhiều. Cảm ơn nha. Rồi mình next nha. Đến ability là start. Ai mà vào hôm nay là chắc xem video đấy rồi. Mình chọn standard array. Có các stat 8, 10, 12, 13, 14, 15 để ra vua mọi người. Em mới từ bên đó sang luôn. Ừ, đúng rồi đó. Mỗi cái được chọn một stat. Bây giờ thì có tương tác hơn một chút là mọi người ấn vào nó đỏ lên. Nhưng mà ấn vào trùng thì cái đỏ trước nó mất. Các bạn tạo nhân vật ở game tự tạo sẽ thấy ở ability chỉ có lựa chọn custom, tự làm, chứ không có standard array hay các cách tạo điểm stat khác. Không sao, hơi thủ công hơn một chút thôi. Nếu theo phương thức standard array thì mình vẫn có các điểm 15, 14, 13, 12, 10 và 8. Và mình có thể sắp xếp các điểm này tùy ý. Mọi người chú ý là khi tạo thủ công thì các con số này có thể nâng lên cao ngút trời cũng được. Thậm chí là 99, nó vẫn điền vào được thôi. Thậm chí là âm bao nhiêu cũng được. Nhưng như thế là không đúng luật của game. Thế nên khi tạo thủ công mọi người phải chú ý hơn để làm cho chuẩn. Chọn đi. Strength, sức khỏe, dexterity, lanh lẹ khéo léo. Constitution, sức bền, nó liên quan đến máu của mình, nó bền bỉ, chịu đòn được bao nhiêu. Intelligence, sự thông minh, mọt sách, học hành trường lớp. Wisdom là thông thái, là hiểu biết ở trên trường đời, đi nhiều, trải nghiệm nhiều, biết nhiều chứ không chỉ học xong sách vở. Charisma, cái độ ảnh hưởng của mình đến với thế giới. Mình nghĩ là một cái nhân vật mà mình muốn chơi trong cái thế giới giả tưởng, trong thế giới fantasy, ma thuật này, nó như thế nào, mình chọn. Và không phải ai là cũng tất cả mọi skill bằng bằng nhau cả. Người là có cái giỏi hơn cái khác. Mọi người nếu mà nhìn bên trên, nếu mà nhìn vào trong share screen của anh, mặc dù là anh chưa chọn gì, nhưng mà bên trên này vẫn có số 2 và số 1 sẵn. Thì nó nghĩa là gì? Nó là từ khi mình chọn chủng tộc, mỗi cái chủng tộc nó có cộng thêm điểm và một skill sẵn cho mình rồi. Kiểu chủng tộc đấy thường giỏi hơn về những cái thứ đấy hơn, nên là nó được cộng thêm vào. Và khi mà ví dụ dexterity của anh có 2, anh ấn vào số 15 thì nó lên là 17, cộng sẵn vào. Half Orc thì nó sẽ cho thêm vào Strength với hình như là Constitution. Còn hình như là Dragonborn thì nó cho vào Strength với Charisma. Next nha. Background là cái xuất xứ của nhân vật mình. Cái này khó lắm. Có rất nhiều lựa chọn. Các bạn tạo nhân vật ở game mới thì thấy ở đây chỉ có một lựa chọn thôi. Nhưng mình khuyên là vẫn nên chọn lựa chọn này để xem cơ chế chuẩn của game như thế nào, rồi mình có thể thay đổi sau. Ví dụ qua một vài cái đấy nhé. Acolyte là một cái vị linh sứ, linh mục, gia sứ hoặc là bà cô năn ở trong đền chùa. City Watch là lính gác ở thành phố. Criminal là tội phạm. Far Traveler là những người đi từ xa đến. Những cái mà xuất xứ ấy thì nó không ảnh hưởng quá nhiều đến cái mechanics, cái luật của game. Nhưng mà nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái việc câu chuyện mà mình viết cho cái nhân vật này như thế nào. Câu chuyện thì hoàn toàn là do mình nghĩ ra và mình làm việc với mọi người trong bàn chơi. Nên là cái này, và nhất là cái xuất xứ này, chọn cái mà mình nghĩ là phù hợp với nhân vật. Anh cái Knight of the Order là cái gì đi? Nghĩa là gì? Knight of the Order là một hiệp sĩ của một cái hiệp hội nào đấy. Một số xuất xứ nó cho thêm skill, một số xuất xứ nó cho thêm language là mình biết thêm ngôn ngữ. Một số xuất xứ nó cho thêm tools là mình biết các dụng cụ gì, có thể là criminal thì biết đến là hình như là disguise kit là bộ mà để giả người khác, hoặc là thief's tool là cái bộ để bẻ khóa. Mà có một số cái nó cho mình chọn. Cái three dragon enter set là gì đi ạ? Ở trong D&D, thay vì nó là tú lơ khơ thì nó là rồng lơ khơ. Em chọn luôn, nhìn hay vậy. Khi mà tất cả mọi người kéo xuống thì sẽ có skill các thứ, thu các thứ này. Xong đến personality trait là cái nhân vật của mình sẽ có nhân cách như thế nào. Xong rồi đến ideal là nhân vật mình đã muốn đạt được là gì. Bond là những cái liên kết của nhân vật này đến với thế giới, có thể là con người, có thể là đồ vật, có thể là một cái nơi ở nào đấy. Cuối cùng là flaw, nhân vật nào để mà hay thì cũng phải có một cái điểm yếu. Điểm yếu, đúng rồi, khuyết điểm. Cảm ơn.
Anh ơi, em là Akari á, thì em nên chọn cái background nào? Archery à? Không nhất thiết, có thể là một cung thủ xuất xứ là một gia sứ, một cung thủ xuất xứ là một kẻ tội phạm, một cung thủ xuất xứ là một cái người buôn bán, thua lỗ, đổi nghề. Một cung thủ cũng có thể là xuất xứ từ phía hiệp sĩ hoặc là soldier, những người lính. Nhiều lắm em, không cái nào là phải đi với cái nào cả. Nhưng mà nếu mà em muốn anh chọn cho, anh sẽ random cho một cái. Chiu, lăn bừa. Sage, học hành sách vở nhiều, chán rồi, đi làm cung thủ. Cung thủ là hiền nhân à, nhìn cô ấy cháy phết. Đội cái mũ wizard, sau rồi anh rút từ trong áo choàng ra cái cung. Áo thật đấy. Những cái personality trait, ideal, bond và flaw mình có thể chọn trong một số những cái mà nó recommend phù hợp với cái xuất xứ mà mình chọn. Hoặc mình có thể tự viết về sau, cứ để trống rồi về sau tự viết. Hoặc mình có thể roll là nó sẽ random cho mình cái. Rồi, chọn xong rồi mình ấn next nhá. Đồ đạc và mình, cái nhân vật mình mang theo người. Chọn class equipment cho anh. Cái đấy là cái standard, cái default. Có một số người sẽ chọn vũ khí, một số người sẽ chọn khiên, hoặc là một số người sẽ chọn thêm một số đồ mang tính flavor, hoa màu, hoa mỹ cho nhân vật mình. Spells, một số người sẽ có spell, phép thuật. Cantrip là những cái phép mà mình dùng mãi cũng được, dùng không tốn mana. Và các cái phép mà có level là những cái phép tốn mana, nhưng mà nó sẽ khỏe hơn một chút. Lên level cao thì cũng có phép level cao. Bây giờ cũng không quá tốn thời gian vào đọc từng cái làm gì. Mình sẽ chọn một cái mà nghe nó kêu. Wait, hiện tại chưa có ai có gì đâu, vì mới level 1 thường nó không có. Bio, đổi tên nhân vật của mình. Tuổi tác, chiều cao, cân nặng, mắt, tóc, da. Những cái này là để giúp mình tưởng tượng được cái nhân vật của mình dễ hơn, và nhập vai là dễ hơn. Chịu là next. Là cuối cùng chúng ta là review tất cả mọi thứ mình đã chọn. Sau khi mọi người review xong, ấn chữ apply change là chúng ta đã tạo xong một nhân vật trong D&D. Xong rồi, bước cuối cùng là chọn một cái ảnh cho nhân vật mình. Chọn ảnh thì làm thế nào? Nhìn vào trong cái sheet của mình, ở góc bên trên bên phải, đầu tiên là có cái chữ X để tắt cái sheet đi. Bên trái là có cái kính lúp. Bên trái nữa là chữ Edit. Ấn vào chữ Edit sẽ có chỗ upload ảnh. Tất cả những gì chúng ta đã chọn trong quá trình tạo nhân vật vừa rồi đều được thể hiện trên tờ thông số nhân vật này. Ở góc bên trên bên trái là tên của nhân vật. Góc bên trên bên phải bao gồm class và level nhân vật, race, background, alignment. Phía bên trái của tờ thông số là các điểm ability score hay stat mà mình đã tạo ra lúc trước. Vẫn trong vùng bên trái ở đây có proficiency bonus. Bên dưới một chút là các saving throw. Đây là những thứ chúng ta phải dùng khi kháng lại một hiệu ứng có hại. Các con số ở đây sẽ gần như giống hệt với các con số lớn ở bên này. Chỉ khác là nếu được tích vào thì mình thành thạo với saving throw đó và được cộng thêm proficiency bonus của mình. Ví dụ nhân vật này thành thạo với wisdom saving throw nên được cộng 2 điểm proficiency bonus vào điểm wisdom có sẵn là 2 cộng 3 bằng 5. Nhân vật này cũng thành thạo với charisma saving throw nên được lấy 2 cộng âm 1 là 1. Các bạn mới biết đến tạo nhân vật trong D&D thì không nên tích bừa vào đây vì có thể làm thay đổi, sai đi tờ thông số này. Quá trình tạo nhân vật vừa rồi đã tạo ra một tờ thông số chuẩn rồi. Bên dưới một chút là skills hay các kỹ năng của nhân vật mình cũng đã được chọn trong quá trình vừa rồi. Và cũng tương tự, dấu tích ở đây thể hiện nhân vật mình thành thạo với kỹ năng đó và được cộng thêm điểm proficiency bonus. Khi lăn xuống, chúng ta sẽ thấy các dụng cụ, giáp, ngôn ngữ hay vũ khí mà nhân vật chúng ta thành thạo. Có nhân vật có nhiều, có nhân vật có ít. Giờ kéo lên lại và nhìn vào khu vực ở giữa, ba con số ở trên cùng thể hiện từ trái sang phải là giáp của nhân vật mình, armor class. Initiative thể hiện nhân vật mình đi sớm hay đi muộn trong một vòng chơi, và tốc chạy của nhân vật mình. Ngay bên dưới rất to là lượng máu của nhân vật mình. Con số maximum hit point ở bên trên thể hiện thanh máu tối đa của mình, và con số to đùng bên dưới, current hit points, thể hiện lượng máu hiện tại của mình. Lượng máu hiện tại có thể ít hơn thanh máu tối đa, nhưng không bao giờ được nhiều hơn thanh máu tối đa. Temporary hit points là máu ảo có thể điền ở đây, nhưng thứ này mọi người hãy tìm hiểu sau. Lượng hit die sẽ bằng về level của mình. Death saves là thứ mình cần phải lăn khi nhân vật mình xuống không máu. Khu vực này xuất hiện những thứ mình thường có thể làm trong combat. Ví dụ nhân vật này có 4 phép và 2 vũ khí ở đây. Khi lăn xuống,
phần này thể hiện tiền tệ và những đồ đạc nhân vật mình mang theo, có thể là giáp, vũ khí, khiên, đồ ăn thức uống hay những vật tư khác như chúng ta đã chọn khi tạo nhân vật ở phần Equipment. Đến khu vực bên phải của tờ Character Sheet, Characteristics là tính cách nhân vật của mình, kèm với mục tiêu, liên kết và những khiếm khuyết. Góc dưới bên phải là các Features, kỹ năng của nhân vật mình, tùy vào Class, Race hay Background mà mình đã chọn. Và cuối cùng, ở đây, mọi người có thể chuyển sang tab Spells, là những phép thuật của nhân vật mình nếu có. Chữ Wisdom ở đây thể hiện nhân vật mình dùng phép thuật bằng sự thông thái của họ. Và bên dưới này liệt kê những phép mà nhân vật mình biết như đã chọn. Các bạn có thể ấn vào chữ E ở bên cạnh phép để hiện thông tin chi tiết hơn. Chúng ta có thể quay lại mặt chính của tờ thông số nhân vật bằng cách ấn vào chữ Core. Sau khi biết được tờ thông số nhân vật trông như thế nào là đúng với cơ chế của game, cũng tốn một thời gian khá khá đấy, thì mọi người có thể tự điều chỉnh vào trong cái tờ thông số này mà không nhất thiết phải qua quy trình tạo nhân vật của Roll20 từng bước như vừa rồi. Khi lăn xuống ở góc phía dưới bên phải, các khả năng của nhân vật, mình có thể thủ công thêm các lựa chọn không có sẵn trên Roll20 vào trong tờ thông số nhân vật. Kể cả các bạn tạo nhân vật trong game của mình, mặc dù có nhiều lựa chọn nhưng cũng không hoàn toàn đủ cả đâu. Nếu các bạn thấy lựa chọn nào chính thức của nhà xuất bản mà không có trên Roll20 thì hoàn toàn có thể copy paste vào đây. Ở mục Spell, phép, cũng có cách để thêm các phép không có sẵn trên Roll20. Mọi người có thể xem mẫu một phép có sẵn để xem nên viết như thế nào. Nhưng mà nó nằm ngoài chủ đề của video này rồi. Nếu các bạn muốn có video hướng dẫn kỹ hơn về Roll20 thì có thể comment bên dưới. À, vậy là giờ chúng ta biết các bước tạo nhân vật rồi. Nhưng mỗi phong cách chiến đấu, mỗi class thì nên chọn stat như thế nào cho phù hợp nhỉ? Mình có nói về điều đó dưới 1 phút ở video này.